Giao cơ ư? Muội muội giao cơ của ta thông hôn với người phàm là một trong những chuyện xấu lớn nhất thiên cung. Không những như vậy, vậy không được, còn sinh ra một trai một gái. Tên là Dương Tiễn và Dương Thiền. Điều càng phi lý hơn là ít năm sau, Dương Thiền vậy mà cũng thông hôn với một người phàm, lại sinh ra một đứa con trai. Muội muội và cháu gái của mình vậy mà là đều thích người phàm, khẩu vị thì có chút giống nhau, khiến người ta có phòng cũng không phòng được. Các vị thì sao? Các vị không ngăn cản sao? Đương nhiên ngăn cản, cũng nháo không vui. Thần trí nhớ phàm gian ta có thể cũng có thể hiểu. Nhưng thần trí nhà người phàm làm sao dài lâu được, thể chất hoàn toàn khác nhau. Thời gian trăm năm chỉ là một cái thoáng đi, người còn chưa hưởng được bao nhiêu niềm vui thì bên kia đã già khú không còn tác dụng nữa rồi. Thà cho ta đi, cầu xin nàng đó. Người phàm không hợp với thần tiên là do tuổi thọ không tương đồng, vậy mà đi suy nghĩ tới thể chất ở phương diện đó. Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới khiến hắn có lối suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Điểm dẫn chuyện này rất hay, trong câu chuyện còn có người phàm có cảm giác dẫn vào rồi nhưng vẫn không được, tính chuyển ngặt không đủ. Vậy phải chuyển ngoặt thế nào? Các vị nên phản đối cực lực, hơn nữa phái người truy sát, sau đó khiến muội muội của ngài hoặc cháu gái của ngài chạy trốn cùng trời cuối đất, trải qua sóng gió. Một tiên nữ và một người phàm bởi vì một lần tình cờ gặp gỡ mà yêu nhau, bị đè ở dưới hoa sơn. Con trai của họ trải qua bao nhiêu gian khó, chém núi cứu mẹ. Như vậy mới có thể khiến người khác cảm động rơi lệ. Mở miệng là tuôn ra. Cảm động, thực sự là quá cảm động. Thì ra ta vậy mà là một người không bằng cầm thú như vậy, ta thực sự đáng chết. Thêm một vài yếu tố phù hợp vào câu chuyện là điều cần thiết. Nếu Ngọc Đế cảm thấy không ổn, chúng ta có thể thay đổi. Không cần đâu. Đây chắc chắn là một câu chuyện hay, không thể lãng phí. Rất đường hoàng. Chỉ cần kể cũng được, nhưng nếu có thể thấy tận mắt, vậy thì sẽ tăng độ tin cậy hơn. Dù khéo người tu tiên sắp tổ chức lễ năm, trăm năm một lần, cũng coi như là chuyện lớn của phàm gian. Không bằng chúng ta lợi dụng lễ năm lần này đi. Diễn thôi. Vậy thì vui vẻ quyết định vậy đi. Lâm Tiên Đạo Cung. Các người có thể biểu diễn cho nhân vật lớn như này là vinh hạnh to lớn. Trần Thánh Nữ, muộn như vậy vẫn đang luyện tập sao? Đây là... uy áp mạnh mẽ quá. Mạn Ngọc tham kiến bệ. Trần Thánh Nữ đừng sợ, bọn họ là Ngọc Đế và Dương Mẫu, bởi vì có được sự giúp đỡ của cao nhân, lúc này mới thoát khỏi cảnh bị nhốt. Tham kiến bệ hạ và nương nương. Lễ năm của người tu tiên do các ngươi tổ chức sao? Phải. Bọn ta vừa có được chỉ điểm của cao nhân, lễ năm có thay đổi, đặc biệt tới thông báo. Vậy mà là tới dạy dặt cho Lý công tử sao? Thứ nhất, đẳng cấp lễ năm trước đó quá thấp. Người biểu diễn đa số là tu sĩ bình thường, chắc chắn không đủ. Phương diện này phải nâng lên, để ta đi liên hệ. Có lý. Thứ hai, tiết mục quan trọng nhất phải do thiên cung bọn ta ra sân, biểu diễn thiệt tốt. Thứ ba, phương diện lựa chọn địa điểm, kiến nghị mà cao nhân cho bọn ta là nơi tốt nhất ở phàm gian. Khoản lựa chọn địa điểm này, trước đó là bọn ta đã qua loa. Cao nhân sống với thân phận người phàm, bọn ta vốn là chọn tổ chức ở trong phàm gian. Mộng cơ, vậy ngươi cảm thấy nên chọn chỗ nào? Ta cảm thấy có thể chọn ở gần thành Lạc Tiên, nhưng mà không thể ở trong sơn mạch Lạc Tiên, bởi vì sơn mạch Lạc Tiên là nơi thanh tu của cao nhân, không thể có vấn đề gì được. Chuẩn tấu. Vậy phương án bước đầu cứ quyết định vậy đi. Nếu có biến động thì đợi sau khi báo cáo cho cao nhân rồi tính tiếp ha. Mọi thứ đều có ý kiến của cao nhân là mệnh lệnh tối cao. Nếu đã hiểu thì đi làm. Cung tỉ bị hả? Nương nương. Thật là dùng tư thái cao ngạo nhất, nói lời nịnh bợ nhất. Cái gì? Ngọc Đế và Dương Mẫu tới chạy giặt sao? Nói muốn tổ chức lễ năm cho cao nhân. Tham gia. Vô, chúng ta buộc phải tham gia. Được. Ngọc Đế, còn ai chúng ta cho thông báo không? Hình như đã thông báo hết rồi nhỉ. Vậy được, chúng ta quay về thôi. Phải, nên quay về cố gắng chuẩn bị tiết mục. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người.
Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.